Nam Góc quanh vụ hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 23 tháng 11, tập đoàn Amazon đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Mỹ về quyết định của Lầu Nam Góc trao một hợp đồng điện toán đám mây cho hãng Microsoft. Từ nhiều tuần qua, tập đoàn Amazon được dự báo sẽ đưa ra hành động đáp trả quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ khi trao cho Microsoft hợp đồng cơ sở hạ tầng quốc phòng doanh nghiệp trung trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Người phát ngôn của Amazon xác nhận rằng vụ kiện đã được gửi lên tòa án liên bang Mỹ hãng công nghệ này không đưa ra lời giải thích về cơ sở cho khiếu nại của mình. Ngoài việc cho biết vụ kiện này bao gồm thông tin độc quyền, bí mật thương mại và thông tin tài chính bí mật, có thể gây ra thiệt hại cạnh tranh nghiêm trọng cho một trong hai bên. Tập đoàn Amazon cho rằng nguyên nhân mất hợp đồng trên do chủ sở hữu của tập đoàn này là ông Jeff Bezos, người cũng sở hữu tờ báo Washington Post, đã đưa ra nhiều lời chỉ trích nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã phủ nhận việc chính trị đóng vai trò trong quyết định của Lầu Nam Góc.